Xin chào các bạn nhé, mình là Tiến. Hôm nay là mình chia sẻ cho các bạn tình hình lũ lụt tại Lệ Thủy, Quảng Bình. Hiện tại giờ thì Lệ Thủy, Quảng Bình đang bị ngập nước trong ngày mưa lũ vừa qua, và hôm nay đến là ngày thứ tư, thứ năm rồi mà còn rút nước vẫn còn rút và còn bị cô lập một chút xíu các bạn nhé. Đường xá và một số cao thì đã được thông thoáng chút đi và người dân đã về nhà và dọn dẹp. Thì hôm nay mình làm một cái video chia sẻ để cho tất cả các nhà thiện nguyện đến đối với bốn tỉnh miền Trung chúng ta. Thì trước mắt thì mình sẽ chia sẻ về Lệ Thủy, mình ở khu vực gần đây thì mình sẽ chia sẻ về Lệ Thủy cho tất cả những nhà thiện nguyện để chúng ta biết. Hiện tại giờ thì người dân của Lệ Thủy, Quảng Bình thì nguyên cái huyện Lệ Thủy đã bị cô lập trong vòng mấy ngày vừa rồi, và một số nhà thiện nguyện đã đến ở tỉnh Quảng Bình, nói chung cho trong bốn tỉnh vừa rồi, bốn tỉnh miền Trung của chúng ta, thì nhà thiện nguyện đã đến và đã tặng một số quà rất nhiều. Và người dân ở khu mà gần tiếp cận được cái bãi xe và cái chỗ xe của nhà thiện nguyện đến ấy, thì nó rút đến đâu thì nhà thiện nguyện đến đó, đó đó thì nhà thiện nguyện trao của những suất quà rất giá trị đó rồi. Nhưng mà còn một số bên trong là mình thấy là nhiều cái cảnh, nhưng mà hiện tại giờ vẫn đang còn bị thiếu thốn nhiều thứ, như là quần áo này, thức ăn này, đồ uống này vẫn chưa đầy đủ lắm. Thì rất mong nhà thiện nguyện sẽ cố gắng vào được trong sâu và tránh những trường hợp mà chúng ta bỏ sót đầy những người ở bên trong, nó rất người dân rất rất khổ sở rồi, quần áo không có mặc và vừa đói vừa lạnh vừa rét các bạn nhé. Nước đến đâu thì họ là bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Một số thì nghe nắm bắt thông tin hiện tại giờ thì một số mới bắt đầu rút xuống, mới bắt đầu đang vào nhà để dọn dẹp, và ngoài đường còn ngập một đôi chút. Rất mong ngày mai thì nước rút đi thì những nhà thiện nguyện sẽ đi vào tận nơi vùng sâu vùng xa để trao những suất quà giá trị cho người dân ở đây. Một số người tình nguyện thì mình thấy thì như mấy ngày vừa qua thì hầu như là từ xa đến đây là khoảng cả ngàn cây số và mấy trăm cây số đến đây thì đã trao cho những người dân ở vùng ngoài. Vùng ngoài thì có thể là bị cao, bị trùng lập một số rất nhiều. Nhà tình nguyện là trao tặng với nhau, đến cứ đến là người dân ra thì gặp người dân thì nhà tình nguyện không không biết là người dân trao tặng. Và cũng rất mong qua video này nhà thiện nguyện hãy đến vùng sâu vùng xa một chút xíu. Chúng ta từ đường một chúng ta đi vào khoảng tầm 5 đến 10 cây số, các nhà thiện nguyện hãy cố gắng đi vào khoảng 5 10 cây số, là những vùng trong họ còn thiếu thốn nhiều cái lắm. Còn những ở người dân ở ngoài thì rất mong qua cái video này thì các cô chú và các bạn ở khu vực vùng lũ thì chúng ta cũng lên nhường lại một cái phần nhỏ bé của mình để cho những người ở bên trong họ cùng có một cái ăn no mặc ấm, quý anh chị nhé. Thì rất mong nhà thiện nguyện đến với tỉnh Quảng Bình và tỉnh Quảng Trị và Huế, Hà Tĩnh, thì chúng ta hãy đi vào những cái điểm mà nó sâu một chút, thì chúng ta bỏ thời gian khoảng tầm một ngày, chúng ta bỏ thêm 1 2 tiếng đấy, thì chúng ta vào hôm đó thì nó sẽ tốt hơn. Thì như mình nắm bắt được thì giờ hầu như là Lệ Thủy thì gần rút hoàn toàn rồi, cái tuyến đường chúng ta có thể là xe ngày mai là mình nghĩ là có thể đi được. Còn một số mà nó ở thấp quá mà đi vào cái ngách, cái ngõ đấy, chúng ta có đò của địa phương dân hoặc là xã, chúng ta nên trình báo đến địa phương để họ địa phương sẽ hỗ trợ cho cái đò nó thuận tiện hơn. Còn tránh trường hợp mà chúng ta thuê đò của dân ấy, thì chúng ta lại bị mất một cái kinh phí đó, thà để tiền đó thì chúng ta để hỗ trợ cho bà con, mua lương thực cho bà con tốt hơn. Và cũng rất mong qua cái đò, qua cái video này thì những chủ đò ở khu vực Quảng Bình thì rất mong các anh chị cô chú ở đây mà là người chủ đò thì cũng lấy cái giá gọi là xăng dầu thôi, vì họ nhà thiện nguyện đã đến tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị và Hà Tĩnh và Huế thì họ đã bỏ ra cái đường xá rất xa xôi, bao nhiêu công sức và bao nhiêu tiền bạc họ quyên góp đến đây, mà họ bỏ bao nhiêu tiền mà chúng ta lại lấy cái đồng tiền đó, thật sự là nó không có ý nghĩa. Mình thà cái tiền đó thì quý cô chú và các anh chị đấy thì anh lấy tiền xăng dầu và tiền hao mòn của cái máy đò chúng ta thôi, thì chúng ta nên làm như vậy thì chúng ta có được cái lá rành đùm bắp người ta vàng Việt Nam của chúng ta thì luôn phải đùm bọc với nhau. Thì qua video này thì Tiến cũng chia sẻ đôi chút, rất mong anh chị em đến đến với các tỉnh, bốn tỉnh miền Trung hiện tại giờ là bị nặng nhất, thì các anh chị đến thăm và khảo sát thì theo mình được biết thì thiếu thốn như là đồ ăn đồ uống này ở vùng sâu ấy, thì anh chị hãy mua đồ hộp hoặc là những đồ cá hộp, là thực phẩm thịt hộp đó, chúng ta mang đến. Mì thì ở người dân đây thì nếu mà mì thì cũng được thôi ạ. Mì thì hiện tại giờ thì nước rút thì may ra bà con có một ít ga sửa đấy thì chúng ta cũng có thể nấu được, nhưng mà quan trọng là bà con có gì tặng cái đó, nhưng mà đến nơi khâu sát thế bà con hãy nắm bắt được những cái thiếu thốn của bà con, thì rất mong nhà thiện nguyện hãy chúng ta hãy chia sẻ cho người đi sau họ biết thiếu cái gì, bà con thiếu cái gì là thực tế nhất,
như mình được nắm bắt đấy thì hiện tại giờ trong sâu thì bà con thiếu thốn đủ thứ chứ không phải là thiếu thốn một cái món gì hết, nhưng mà trước mắt giải quyết ngay thì mình cứ thấy là các anh chị mang những bánh mì hoặc là gói mì cũng được ạ, nhưng mà chúng ta mang ưu tiên đồ hộp hoặc là xúc xích đặc xưởng, những đồ đó thì bà con dễ hơn, vì hiện tại giờ bà con đã bị ướt này hết rồi này, nước củi không có này, ga thì cũng đang bị ướt này. Bình ga thì có thể là mình xử lý được, mình nấu khô mình xử lý tạm thời được ngay, nhưng mà nước thì đến đâu thì bà con thiếu thốn thì bà con mang nước uống đến cho nhà thì mình mang nước uống cho bà con chúng ta để phân phát, để giải quyết những cái chỗ trước mắt là đói và khát và lạnh nhá bà con nhé. Thì mình đây thì nắm bắt thì bà con, một số bà con ở vùng sâu vùng xa quần áo thiếu thốn, là như hôm nay thì mình cũng nắm bắt được là một số bà con như là người đàn ông thì phải mang váy, không có quần áo phải mang váy của chị em phụ nữ, thì chị em phụ nữ thì thiện nguyện thì rất nhiều ạ, thiện nguyện bản đồ của phụ nữ là nhiều, đầu năm tới thì ít thiếu thốn, thì rất mong những anh chị nào mà có quần áo của người đàn ông mới mang, sẽ mang tặng cho những người dân cư dân ở cả bốn tỉnh miền Trung chúng ta đang bị ngập lụt đấy. Thì như ghi nhận hiện nay trên địa bàn lũ của các xã Lệ Thủy, huyện Lệ Thủy đấy, thì một số xã ven đã được rút một phần nào đó thôi, chứ còn vẫn còn bị cô lập, như là Lệ Thủy chúng ta vẫn còn cô lập, nên để cứu trợ được thì hãy vào đến trung tâm của vùng lũ của chúng ta này, như là sẽ đến sông Kiến Giang nha quý anh chị nhé. Nếu Lệ Thủy quý anh chị hãy đi cố gắng đi vào được cái bờ sông Kiến Giang đấy, thì quý anh chị và các bạn sẽ đến được từ ngã ba Cam Lộ, chúng ta đi vào trong đó một đoạn đường một thì chúng ta nên đi vào cái hướng lên đường mòn Hồ Chí Minh nhé, nên là xã Mai Thủy đó mình thấy là một số đang bị cô lập, đang cần nhiều cái cứu trợ của nhà thiện nguyện chức năng đây. Thì quý anh chị và các bạn hãy gọi điện đặt trước đi, để xem thực tế là của cái huyện Lệ Thủy là bị cái xã nào, cái thôn nào bị cô lập, thì quý anh chị hãy liên hệ trước với xã để xã hỗ trợ được nó tiện hơn, và chúng ta được nắm bắt được xem là ở đó là đã được người nào đã đến hỗ trợ cho người dân này chưa, thì chúng ta nắm bắt được cái đó, chúng ta trao những xuất quà rất ý nghĩa. Thì hôm nay cái video này mình cũng chia sẻ đôi chút để quý anh chị và các bạn nắm bắt được tình hình lũ lụt của Lệ Thủy nói riêng và bốn tỉnh miền Trung chúng ta nói chung, thì chúng ta hãy nên báo cáo với chính quyền địa phương. Còn chúng ta nhà thiện nguyện thì chúng ta thì cần báo cáo, chúng ta nhờ cái chức năng tại địa phương, như là các cán bộ xã, chủ tịch xã đấy, thì chúng ta nên liên hệ với anh chủ tịch đấy, thì để các anh sắp xếp được cái lịch như là đò này, phương tiện nào dẫn dắt đi chỗ nào chưa có đấy, thì các anh nắm bắt được hơn chúng ta cứ mang đến bến xe, nước đến đâu chúng ta rút đến đó, chúng ta xem đó, thì có thể quý anh chị phát quà kiểu như là chỗ nhiều quá, chỗ thì không có, để tránh cái trường hợp đấy, để người dân chúng ta nó được không ai bỏ đói, tức là không ai bị đói. Rồi hôm nay thì Tiến cũng chia sẻ đôi chút, để rất mong quý anh chị nào mà đến bốn tỉnh miền Trung chúng ta thì hãy khảo sát được cái đại địa phương hơn. Thì Tiến thì biết sống ở khu vực Đồng Hới đây, thì Tiến cũng chỉ biết một chút, và Tiến cũng nắm bắt được tình hình đôi chút thôi, với ta những một số bạn bè mà đi về thì nguyện về thì trao đổi vậy, thì mình cũng nắm bắt được, thì rất chia sẻ một cái nhỏ bé này. Mong tất cả quý anh chị và các bạn chúng ta nhà thiện nguyện thì hãy đến bốn tỉnh miền Trung, nếu chúng ta đã đến đây thì chúng ta nên tranh thủ một vài tiếng đồng hồ lắng lại để chúng ta đi đến được cái nơi phát xuất quà của ý nghĩa nhất. Rồi chúc bà con bốn tỉnh miền Trung của chúng ta là cũng nhanh chóng dọn dẹp nhà cửa và khắc phục những cái khó khăn trong thời gian thiên tai này xảy ra. Rồi cuối video thì mình cũng xin phép dừng đây. Xin quý anh chị và các bạn xem thấy hay hữu ích thì nhớ tặng mình một like và nhớ bấm đăng ký kênh để mình có động lực ra video tiếp theo, những tin tức gì mà mình nắm bắt được ở khu vực mình đang sinh sống mình sẽ chia sẻ cho bà con những cái video để bà con biết tình hình sớm nhất. Rồi xin chào ạ.